Kiếm Lai chính là một tiểu thuyết mạng dài kỳ thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển do Phong Hòa Hí Chư Hầu sáng tác. Cuốn tiểu thuyết này xây dựng một thế giới tiên hiệp rộng lớn và kẻo, nơi không chỉ có thần, người, yêu ma, quỷ mị, tinh quái, mà còn có ba giáo phái cùng trăm gia tộc. Cốt truyện ly kỳ đầy những biến động, miêu tả sâu sắc về nguồn gốc của thế giới, sự biến đổi của lịch sử, sự phát triển tôn giáo, xung đột giữa các tộc và phân tích nhân tính cũng như là mối quan tâm nhân văn. Nhân vật chính của câu chuyện chính là Trần Bình An, một thiếu niên sống tại một hẻm nhỏ ở thị trấn nhỏ trong Ly Châu Động Thiên. Lúc mà 5 tuổi, cậu trở thành trẻ mồ côi, bị đánh vỡ bản mệnh sứ và trường sinh kiều, mất đi khả năng trở thành luyện khí sĩ. Để tồn tại, Trần Bình An làm học việc tại lò gốm ở trong thị trấn, theo học lão yêu làm đồ gốm, và trong thời gian rảnh rỗi cậu thường đeo giỏ chè trên núi hái thuốc, bán cho tiệm thuốc nhà họ Dương để kiếm sống. Mặc dù cuộc sống nghèo khó, thế nhưng cậu luôn giữ vững tâm hồn, từng vượt qua cám dỗ của kẹo hồ lô miễn phí, thành công vượt qua một thử thách quan trọng trong cuộc đời. Ly Châu Động Thiên có rất nhiều người ngoài đến tìm cơ duyên, những đứa trẻ thông minh đã được chọn để mang đi. Thế nhưng Trần Bình An nhỏ bé không nơi nương tựa, nhiều lần bỏ lỡ cơ duyên lớn, thậm chí còn tặng đi không ít cơ duyên. Tuy nhiên cậu đã gặp gỡ một người thông minh, chính là Ninh Diêu, cùng cô đối mặt với sự truy sát của Hộ Sơn tại Chính Dương Sơn. Từ đó hai người trở thành bạn thân thiết. Thánh nhân Nho Gia Tài Thính Xuân nhận ra hy vọng ở Trần Bình An, đã thu nhận cậu làm đệ tử thay cho sư phụ, tặng cho cậu 4 phương ấn chương. Trần Bình An cũng đã dùng số tiền đồng tinh luyện kiếm được để mua 5 ngọn núi. Sau đó Trần Bình An hộ tống đệ tử của Tài Thính Xuân chính là Lý Bảo Bình cùng với những người khác đến học viện ở trên vách núi của Đại Tùy. Trong hành trình có A Lương hộ tống. A Lương đã giúp thần núi triều đại trước là Ngụy Bách xây dựng lầu tre ở núi Lạc Phách. Khi Trần Bình An trở về đã mang theo tiểu đồng áo xanh Trần Linh Quân và cô bé áo hồng Trần Noãn Thụ, còn gặp gỡ cả Thôi Thành, an bài ông ở lầu tre trên núi Lạc Phách. Sau khi thánh nhân rèm xong kiếm cho Ninh Diêu, Trần Bình An quyết định đến kiếm khí trưởng thành để tặng kiếm cho cô. Trước khi xuất phát, dưới sự luyện tập tàn khốc của Thôi Thành, cậu đã bước vào cảnh giới thứ 3 của võ phu và hứa sẽ tiến vào cảnh giới thứ 4 trước khi mà đến được đảo Huyền Sơn. Trong hành trình tặng kiếm, Trần Bình An ở Cổ Long Câu đã dùng mất ấn chữ sơn để vượt qua ngưỡng cửa sinh tử. Sau đó dưới sự giúp đỡ của sư huynh Tả Hữu đã rời đi an toàn. Khi mà đến đảo Huyền Sơn, cậu đã vượt qua thử thách của cha mẹ Ninh Diêu, đấu 3 trận hỏi kiếm với thiên tài võ phu là Tào Từ, cả 3 trận đều thua. Và con hứa sẽ giúp đại kiếm tiên gửi kiếm cho đại nhân già để tái tạo lại trường sinh kiều. Trong quá trình tặng kiếm, Trần Bình An kết giao với Trung Quỷ và Lục Đài, nhận được hoa sen tiểu nhân. Sau khi lạc vào phúc địa, hoa sen đã trở thành người đứng đầu trong 10 người, nhận được phúc duyên và mang theo phỉ tiền cùng với những người khác rời khỏi phúc địa hoa sen. Khi mà ra khỏi phúc địa hoa sen, cậu dẫn phỉ tiền đi bộ khắp nơi để trở về nhà, hồi sinh 4 người trong tranh, giúp lão tướng quân Dưỡng Đại Toàn giải quyết nguy cơ, kết giao với thủy thần Mai Hà và truyền dạy lý thuyết thứ tự, nhận được lệnh bài khẩu quyết luyện hóa. Và tại thành phố Lão Long đã luyện hóa ấn chữ thủy thành vật bản mệnh đầu tiên. Khi mà Trần Bình An trở về núi Lạc Phách, dưới sự luyện tập của Thôi Thành, cậu đã bước vào cảnh giới thứ 6 của võ đạo, đưa viên ngọc vận may cho phỉ tiền và do vấn đề tâm cảnh đã quyết định đến Bắc Vực Lưu Châu để rèn luyện. Tại Bắc Vực Lưu Châu, cậu đã tu luyện thành công võ đảm, mang về con quái vật thủy lớn tại hồ Câm Miệng là Châu Mễ Lý. Trên đường trở về, cậu bị Lý Nhị đánh đòn, đã đến cảnh giới thứ 7 của võ đạo. Sau đó cậu đi đến kiếm khí trưởng thành để hoàn thành lời hứa 10 năm với Ninh Diêu. Ở kiếm khí trưởng thành, Trần Bình An đã liên tiếp giành chiến thắng trong 4 trận hỏi kiếm để giữ vững vị thế của chính mình, mở một quán rượu cùng với bạn của Ninh Diêu chính là Điệp Trướng, tạo ra bầu không khí độc đáo và tạo ra tập bản khắc trăm kiếm. Cuộc đại chiến mở ra, thế giới hoang mang tấn công kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An thay thế Ninh Diêu tiên phong tiêu diệt yêu tộc Ly Chân, tu vi giảm sút, cậu luyện hóa vật bản mệnh hỏa, tu luyện thành 2 thanh kiếm bản mệnh. Sau khi ẩn quang Tiêu Tư bị thương nặng và phản bội, Trần Bình An được giao nhiệm vụ khẩn cấp làm ẩn quan mới và thành lập đội ẩn quan cứu sống nhiều người. Trong cuộc chiến, kiếm khí trường thành bị cắt thành 2 đoạn, Trần Bình An hòa hợp với một nửa kiếm khí trường thành, đặt cảnh giới Ngọc Bồ bảo vệ nửa đoạn trường thành, trong khi Ninh Sao đặt cảnh giới phi thăng đầu tiên tại thế giới mới. Đông Bảo Bình Châu dưới sự tính toán của quốc sư Thôi Diễm đã chống lại được sự xâm lược của yêu tộc Man Hoang. Còn Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu và Bà Sa Châu đều thất thủ. Noãn Tú, Chu Mật cùng với những người khác đã lên đài phi thăng vào thiên đình. Yêu tộc đại quân rút về thế giới Man Hoang. Thôi Diễm thì thực hiện pháp thuật Sơn Thủy Điên Bảo thay thế cho Trần Bình An hòa hợp với kiếm khí trường thành. Sau này Trần Bình An dẫn dắt các kiếm tu của kiếm khí trường thành trở về quê hương. Trên đường về đã quyết định chọn núi dưới trướng tại Đồng Diệp Châu. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, núi Lạc Phách đã thành công thăng cấp lên môn phái chữ tông. Trên chiến thuyền ban đêm, cậu cùng với Ninh Diêu và những người khác hợp lực tiêu diệt Vũ Xương Giáng, một kẻ đạt tới cảnh giới thứ 14. Sau đó cậu được lễ thánh mời tham gia vào nghị sự tại Văn Miếu, trở thành người thứ 2 trong lịch sử được lễ thánh tự mình mời. Trong buổi nghị sự, hai bên đàm phán thất bại, chuẩn bị quyết chiến với thế giới Man Hoang. Sau đó A Lương, Tả Hữu và những người khác đã tiến vào thế giới Man Hoang để tiêu diệt yêu tộc lớn.
Trần Bình An đã đổi tu vi với Lục Trầm, cùng liên kết với mọi người tiến đến núi Thác Nguyệt, tiêu diệt kiếm tu nguyên hung của cảnh giới Phi Thăng. Ninh Diêu cùng với những người khác đã kéo mặt trăng của thế giới Man Hoang đến thế giới Thanh Minh. Sau khi Trần Bình An khắc chữ Bình lên trên kiếm khí trường thành, tu vi của cậu đã giảm. Bạch Trạch thức tỉnh đại yêu đang ngủ, một đại yêu lạ đã tặng cho Ninh Diêu một kiếm, sau đó bị Trần Bình An truy sát và trở thành tay sai của cậu. Sau khi trở về thế giới Hạo Nhiên từ thế giới Man Hoang, Trần Bình An đã tìm cách tìm lại một bản mệnh sứ bị mất của chính mình. Cậu dẫn dắt các đệ tử của núi Lạc Phách du lịch khắp Đồng Diệp Châu. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ và sư huynh, núi Lạc Phách trở thành môn phái và tổ chức lễ nghi long trọng. Nhiều kiếm tiên đã tham gia trở thành khách khanh hoặc là thờ cúng. Trần Bình An đã đi khắp nơi thăm viếng thần linh Sơn Thủy, dùng công đức văn miếu để đổi lấy sự tôn kính của họ, sửa chữa lại Sơn Thủy của Đồng Diệp Châu, đảo ngược vận mệnh của nó. Không lâu sau, núi Lạc Phách sơ chướng tại Đồng Diệp Châu đã tổ chức lễ xây dựng môn phái, đặt tên là Thanh Bình Kiếm Tông. Sau đó, Trần Bình An đã phân chia tâm thần của chính mình thành nhiều hóa thân khác nhau để du hành khắp nơi với tư cách là các nhân sĩ giang hồ khác nhau. Còn thân chính thì trở thành một người dạy học. Một ngày nọ, cậu bị kéo vào cảnh giới thái hư của Thiên Ngoại Thiên. Thực ra, thế giới Man Hoang đã cố gắng va chạm vào thế giới Hạo Nhiên. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy sao về nội dung kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.